Thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân, lượng bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhi có xu hướng tăng lên. Chính vì vậy, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã triển khai nhiều giải pháp chống nóng, bảo vệ sức khỏe cho người bệnh. Hiện tại, giờ đón tiếp và khám bệnh trong những ngày này được bắt đầu từ 6 giờ 30 phút hàng ngày, sớm hơn 30 phút so với giờ hành chính để tranh thủ thời gian nền nhiệt thấp trong ngày, giúp bệnh nhân và người nhà bớt mệt mỏi do nắng nóng. Đường đi bộ ngoài sân bệnh viện đều có mái lợp để tránh nắng. Khu nhà điều trị nội trú, bệnh viện cho lợp mái tôn lạnh để chống nóng, trang bị 120 quạt trần, 175 điều hòa tại các buồng bệnh và các phòng chức năng. Các nhân viên y tế cũng đã được tập huấn các biện pháp cấp cứu, xử lý trường hợp say nắng và các bệnh thường gặp trong mùa hè, chuẩn bị đủ cơ số thuốc, dịch truyền sẵn sàng cấp cứu người bệnh. Thời tiết mà như bên ngoài trời thì là 37, 38 độ thôi mà. Vào viện thì tôi cũng rất là bước đầu cũng rất là lo ngại, bởi vì là cháu thì sức nó vẫn còn non, sức nó yếu nên là cũng rất là lo ngại. Nhưng khi trực tiếp vào đến viện cơ sở vật chất ở tuyến tỉnh, nhưng mà tôi cảm thấy rất là yên tâm, vì là phòng ở thì rất là thoáng mát, trong phòng cũng có quạt trần, rồi là có cả điều hòa, rồi là tủ lạnh các thứ, nói chung là rất là thuận lợi. Gia đình rất là yên tâm. Tôi vào đây trông người nhà được hơn một tuần rồi. Thời tiết ở ngoài thì rất nắng nóng nhưng mà trong này thì rất mát mẻ, có điều hòa. Nói chung là vật chất đầy đủ, bác sĩ chăm nom rất nhiệt tình. Bên cạnh đó, bộ phận quản trị bật điều hòa tại các phòng bệnh 24/24 giờ, tăng cường thêm quạt công nghiệp tại hành lang của các khoa phòng, lắp đặt rèm, màn tránh nắng tại khu vực khám và điều trị bệnh nhân. Hiện tại, bệnh nhân đến viện vẫn ít hơn so với cùng kỳ mọi năm. Tuy nhiên, với tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng bệnh nhân trong thời gian tới sẽ tăng cao. Thời tiết nắng nóng này thì cha mẹ nên có một số cái lưu ý trong quá trình chăm sóc trẻ. Ví dụ như là đầu tiên thì chúng ta nên là cho trẻ tiêm phòng đầy đủ theo cái đúng lịch và đúng hẹn theo cái khuyến cáo của y tế. Cái thứ hai nữa là mình tăng cường về dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe cho con. Và nâng cao các hoạt động về thể lực như tập thể dục, đặc biệt là mình sẽ hướng dẫn con là vệ sinh chăm sóc răng miệng và chủ yếu quan trọng là mình vệ sinh tay. Mặc dù một số trẻ thì có các cái biểu hiện bệnh, tuy nhiên là gia đình vẫn lo lắng dịch bệnh cho nên không đưa trẻ đến cơ sở y tế. Vì vậy mà khi mà trẻ đến viện thì đều trong tình trạng rất là nặng. Ví dụ như một số bé sốt cao quá thì có thể là gây ra tình trạng co giật. Thế thì cái khuyến cáo của chúng tôi là khi mà thấy con có các biểu hiện, ví dụ như sốt, ho, sổ mũi, phát ban hay có các biểu hiện gì bất thường thì lên đến các cái cơ sở y tế để khám và được điều trị. Để chủ động phòng bệnh trong những ngày nắng nóng, các bác sĩ cũng khuyến cáo cần chú ý uống đủ nước và tăng cường dinh dưỡng, đặc biệt là những người lao động ngoài trời, mất nước nhiều nên uống bổ sung nước chanh hoặc nước muối pha loãng.